Thưa quý vị và các đồng chí, chương trình truyền hình Quân khu 7 kỳ này, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các đồng chí những nội dung chính sau đây. Bộ Tổng tham mưu khảo sát mô hình trung đội dân quân tự vệ, Sư đoàn 5 sơ kết nghị quyết 51, Thành phố Hồ Chí Minh diễn tập chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, Chính ủy Quân khu 7 thông tin thời sự biển đảo cho cán bộ công nhân viên Tập đoàn Viễn thông Quân đội chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Quân khu 7 khai mạc giải bóng đá chào mừng 68 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Tiếp theo là các phóng sự thực hiện nghị quyết 51 ở Sư đoàn 302, sự gắn kết nhịp nhàng. Lữ đoàn thông tin 23 quân khu 7 chú trọng huấn luyện sát thực tế chiến đấu. Sau đây mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình. Ngày 13 tháng 8 năm 2013 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đoàn cán bộ cao cấp Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thiếu tướng Trần Anh Vinh, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu làm trưởng đoàn, đã tiến hành hội đàm với đoàn cán bộ cao cấp Quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Khăm Chia Sakhun, Phó Tư lệnh Lục quân làm trưởng đoàn. Hai bên đánh giá kết quả phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong năm 2012, thông báo tình hình an ninh chính trị, kinh tế, xã hội của mỗi nước, thống nhất các biện pháp tổ chức thực hiện các nội dung theo biên bản ghi nhớ hợp tác trong năm 2013. Sau hội đàm, đoàn cán bộ cấp cao tham mưu tác chiến Quân đội Hoàng gia Campuchia sẽ đến thăm một số đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. Ngày 16 tháng 8 năm 2013, đoàn công tác Bộ Tổng tham mưu do Trung tướng Nguyễn Trung Thu, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã khảo sát mô hình hoạt động của Trung đội Dân quân thường trực tại địa bàn khu công nghiệp tỉnh Bình Dương. Cùng đi với đoàn có Thiếu tướng Phan Tấn Tài, Phó Tư lệnh Quân khu 7. Sau gần 3 năm mô hình trung đội dân quân thường trực tại địa bàn khu công nghiệp hoạt động, các trung đội dân quân đã phối hợp chặt chẽ với đồn công an và bảo vệ chuyên trách khu công nghiệp, tổ chức hoạt động tuần tra được gần 2.500 cuộc, với hơn 21.000 lượt lực lượng dân quân tham gia, bắt và chuyển giao cơ quan chức năng giải quyết 105 vụ vi phạm với 232 đối tượng, thu hồi tài sản phạm pháp trên 10 tỷ đồng. Lực lượng dân quân thường trực và dân quân tại chỗ các xã phường tổ chức độc lập tuần tra vùng phụ cận, giáp ranh, bắt giao cho cơ quan chức năng xử lý 354 đối tượng trộm cắp, cướp giật, trấn lột, gây rối, mua bán chất ma túy, thu hồi tài sản trên 2 tỷ đồng. Phát biểu kết luận buổi khảo sát, Trung tướng Nguyễn Trung Thu đánh giá đây là mô hình mới và có nhiều sáng tạo, hoạt động có hiệu quả, nhận được sự đồng thuận đánh giá cao của nhân dân và nhà đầu tư trong các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng cũng nhắc nhở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, kiến thức pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh, hướng dẫn lực lượng dân quân thường trực tại các khu công nghiệp làm đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và đúng pháp luật quy định. Ngày 14 tháng 8 năm 2013, Sư đoàn 5 tổ chức sơ kết thực hiện nghị quyết 51 của Bộ Chính trị khóa 9 về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy chính trị viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam từ năm 2005 đến nay. Trung tướng Phạm Văn Dĩ, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Quân khu 7, Đại tá Nguyễn Gia Hòa, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, cùng đại diện cơ quan Tổng cục Chính trị đến dự. Từ năm 2005 đến nay, đội ngũ chính ủy, chính trị viên Sư đoàn 5 trưởng thành cả về số lượng và chất lượng, ngày càng phát huy tốt vai trò chủ trì về chính trị, trung tâm đoàn kết trong cấp ủy, chỉ huy đơn vị. Đến nay, đơn vị biên chế đủ 100% các chức danh chính ủy, phó chính ủy cấp sư đoàn, trung đoàn, chính trị viên phó tiểu đoàn, chính trị viên đại đội. Về chất lượng 100% chính ủy, chính trị viên đã qua đào tạo cơ bản. Trong chỉ đạo thực hiện giữa người chỉ huy và chính ủy, chính trị viên thường xuyên có sự trao đổi thống nhất cao. Chính ủy, chính trị viên phát huy ngày càng tốt hơn trách nhiệm cùng người chỉ huy xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Thực tế khẳng định, thực hiện nghị quyết 51 hiệu lực và uy tín của người chỉ huy được nâng lên. Các mối quan hệ trong công tác giữa chính ủy, chính trị viên với cấp ủy, với người chỉ huy và cấp phó, cùng cấp được giải quyết hài hòa, phù hợp, đúng nguyên tắc, tạo sự đoàn kết dân chủ và đồng thuận cao, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Sư đoàn 5. Sáng ngày 14 tháng 8, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Gần 4.000 nhân viên thuộc các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố, Sư đoàn Không quân 370 cùng các lực lượng phục vụ quần chúng. Tình huống giả định do nổ và cháy đã làm sập đổ một phần tầng 5 của tòa nhà Diamond Plaza, số 34 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngọn lửa nhanh chóng cháy lan ra toàn bộ diện tích mặt bằng tầng 5.
phát triển lên tầng 6 và cháy lan xuống tầng thứ 4. Sự cố xảy ra khi số lượng khách hàng và nhân viên trong tòa nhà khoảng trên dưới 2.500 người. Trong đợt diễn tập này, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh huy động 104 cán bộ chiến sĩ và 120 dân quân, Ban Chỉ huy Quân sự quận 1 cùng trang bị phương tiện, có nhiệm vụ xử lý việc tạo giả khói lửa, âm thanh tiếng động, phối hợp tổ chức cứu nạn cứu hộ cho các nạn nhân trên tầng 5 và tầng 13 của tòa nhà, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự xung quanh khu vực tòa nhà. Buổi diễn tập kết thúc an toàn, các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen và hai tập thể, một cá nhân được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen. Ngày 17 tháng 8 năm 2013, Trung tướng Phạm Văn Dĩ, Chính ủy Quân khu 7 đã thông tin thời sự về tình hình biển đảo cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động Tập đoàn Viễn thông Quân đội chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi nói chuyện, đồng chí Chính ủy Quân khu 7 nêu bật làm rõ những chứng cứ lịch sử, các tài liệu thư tịch cổ được lưu giữ ở trong nước và nước ngoài từ xưa đến nay. Ý kiến của các học giả nổi tiếng ở trong nước và nước ngoài khẳng định hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Đồng chí Chính ủy Quân khu cũng thông tin về chủ trương chính sách quan điểm của Đảng, Nhà nước về quyền và chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Các thông tin về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. Buổi thông tin thời sự đã giúp cho đội ngũ cán bộ đảng viên, công nhân viên và người lao động Tập đoàn Viễn thông Quân đội chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh hiểu rõ về tình hình biển đảo hiện nay, củng cố niềm tin, xác định trách nhiệm trên cương vị chức trách được giao. Dịp này, đồng chí Chính ủy Quân khu 7 cũng có buổi thông tin thời sự chuyên đề về hoạt động ngoại giao Việt Nam qua các thời kỳ cho 90 đồng chí cán bộ thuộc đối tượng hai lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng tại trường quân sự Quân khu 7. Tuần qua, đoàn cán bộ quân khu do Thiếu tướng Võ Văn Cổ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả công tác huấn luyện ở các đơn vị địa phương trong lực lượng vũ trang quân khu. Đoàn tổ chức kiểm tra ở các lữ đoàn phòng không 77, thông tin 23, tăng thiết giáp 26 và công binh 25. Nội dung kiểm tra ở tất cả các mặt công tác huấn luyện như huấn luyện thể lực, huấn luyện chuyên ngành, huấn luyện đêm, tổ chức đơn vị triển khai sẵn sàng chiến đấu. Qua kiểm tra, đoàn đánh giá cơ bản các đơn vị thực hiện đúng, đủ, nghiêm túc các nội dung huấn luyện theo quy định. Chất lượng huấn luyện được đảm bảo. Bên cạnh đó, đoàn đã chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác huấn luyện mà các đơn vị cần sớm khắc phục nhằm nâng cao chất lượng công tác huấn luyện trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Ngày 19 tháng 8 năm 2013, Cục Chính trị Quân khu 7 tổ chức giải bóng đá bóng chuyền thanh niên lực lượng vũ trang Quân khu 7 chào mừng kỷ niệm 68 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9. Tham gia giải đấu năm nay gồm 12 đội, trong đó có 6 đội tham gia môn bóng đá và 6 đội tham gia môn bóng chuyền. Các đơn vị khách mời gồm Sư đoàn Phòng không 367, Sư đoàn Không quân 370, Bệnh viện 175 và Trường Sĩ quan Kỹ thuật Trần Đại Nghĩa. Giải đấu diễn ra từ ngày 19 tháng 8 đến ngày 30 tháng 8 năm 2013. Qua giải đấu nhằm xây dựng mối đoàn kết gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa các cơ quan đơn vị Quân khu 7 và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đóng quân trên địa bàn quân khu. Qua đó nêu cao ý thức rèn luyện thân thể, bảo đảm sức khỏe cho đoàn viên thanh niên để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 8, tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức Sự kiện tỉnh Đồng Nai, Quân khu 7 tổ chức liên hoan tuyên truyền xung kích lực lượng vũ trang quân khu lần thứ 3 năm 2013, khối tỉnh, thành phố, với chủ đề vang mãi bản hùng ca người lính. Tham dự liên hoan có 9 đội tuyên truyền xung kích với hơn 200 diễn viên, tuyên truyền viên của các đơn vị. Nội dung tuyên truyền xuyên suốt của các chương trình tiết mục về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, truyền thống của các đơn vị địa phương, tình đoàn kết quân dân, về biển đảo Tổ quốc yêu thương, về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị, những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua quyết thắng và phong trào thi đua lực lượng vũ trang quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới. Qua cái đợt liên quan tuyên truyền xung kích lần này đó, thì rõ ràng là nó sẽ mang đậm nét văn hóa dân tộc. Tức là cùng với cái việc mà đưa các cái chủ trương của Đảng, Nhà nước bằng các cái chủ trương chính sách đó, thì nó cộng với lại các cái loại hình, nó chuyển tải không chỉ bằng cái thuyết trình của những cái đồng chí tuyên truyền viên, mà nó được thể hiện qua lời ca, tiếng hát, qua các cái loại hình nghệ thuật, thì giúp cho cái công tác tuyên truyền là nó lại nhẹ nhàng hơn, nó dễ đi vào lòng người.
và chính từ đó thì nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền. Khắc phục những hạn chế của các đợt liên hoan trước, chính kịch bản tuyên truyền, gần 50 tiết mục nghệ thuật trong liên hoan lần này có kết cấu chặt chẽ, chủ đề rõ ràng, được thể hiện qua nhiều thể loại, đơn ca, tốp ca, múa, hát múa, ca cổ, kịch ngắn, phản ánh đậm nét phong phú nhiệm vụ chính trị và các hoạt động của các đơn vị một cách sinh động, tạo ấn tượng cho người xem. Đồng thời liên hoan cũng thể hiện được khí thế hào hứng, sôi động, đoàn kết sáng tạo, giao lưu học hỏi và đã trở thành ngày hội tuyên truyền giáo dục lớn mang đậm bản sắc truyền thống của lực lượng vũ trang quân khu 7. Lần đầu tiên thì khi cảm nhận vừa mới tới đối với cái hội diễn này thì đó thực sự là một sự chuẩn bị rất là chu đáo của đơn vị chủ nhà tỉnh Đồng Nai, và đặc biệt là cái sự tổ chức rất là công phu của quân khu đã tạo ra một cái sân chơi cho lực lượng cán bộ chiến sĩ của các đơn vị địa phương tham gia một cách rất là tốt. Là một cái sân chơi để thông qua những cái sân chơi như này vừa học hỏi vừa là thi thố, nhưng là quan trọng nhất vẫn là cái cơ hội chúng tôi tìm hiểu học hỏi lẫn nhau để nâng cao cái chất lượng công tác của đơn vị ngày càng thêm phong phú và đa dạng. Liên hoan tuyên truyền xung kích khối tỉnh thành phố năm 2013 không chỉ thu hút sự quan tâm theo dõi của cán bộ chiến sĩ các đơn vị mà còn nhận được sự quan tâm theo dõi của đông đảo các tầng lớp dân cư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và khán giả truyền hình cả nước thông qua sóng trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Đồng Nai. Buổi liên hoan hôm nay thì thật là hoành tráng về mặt nội dung và truyền tải một thông điệp rất là lớn, rất là ý nghĩa. Và em cảm thấy là mình đã có một buổi xem văn nghệ thật là mãn nhãn và thật là hâm phục tài năng của những người lính. Sau cái buổi xem văn nghệ này thì em học hỏi được rất là nhiều. Em cái cảm nhận cái niềm đam mê của họ và cái của em cũng muốn, em ngay cả em là một cái người xem mà em cũng muốn nhảy lên làm luôn. Nét nổi bật trong liên hoan là các chương trình tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp nhuần nhuyễn giữa tuyên truyền miệng và minh họa bằng các tác phẩm nghệ thuật. Các phương tiện cổ động trực quan trên sân khấu như pano, hình ảnh, trình chiếu, âm thanh ánh sáng, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục, định hướng chính trị tư tưởng bộ đội. Các cái đơn vị từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Nai, Long An, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Lâm Đồng, vân vân, 9 tỉnh miền Đông Nam Bộ chúng ta, thì mỗi một đơn vị đều có một màu cờ sắc áo riêng, đến với hội diễn với tất cả một tấm lòng nô nức của tuổi trẻ. Và cái nhịp độ của sân khấu trong năm nay ấy, thì rõ ràng là tiến bộ hơn những lần thứ hai và lần thứ nhất. Các bạn đến là bây giờ có đầu tư về phục trang rất rực rỡ, đầu tư về múa, đầu tư về nhạc phối âm phối khí, và cái kết cấu bố cục chương trình của các đơn vị cũng đều rất là hợp lý, gọn gàng. Nói chung là nói được các bám được cái chủ đề mà mình đã đưa ra, ví dụ về biển đảo hay về nông thôn đổi mới, thì các đơn vị đều cố gắng xây dựng các tiết mục để kết cấu các cái tiết mục làm sao cho nó gắn bó với cái chủ đề chính của mình. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao giải A cho đội tuyên truyền xung kích Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng, Bà Rịa Vũng Tàu; giải B thuộc về đội tuyên truyền xung kích Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Long An. Ban tổ chức cũng đã trao các giải thưởng tuyên truyền viên xuất sắc, tiết mục xuất sắc và kịch bản xuất sắc nhất. Tiếp theo chương trình là phần tin vắn. Ngày 16 tháng 8 năm 2013, đoàn công tác quân khu 7 do Trung tướng Phạm Văn Dĩ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu 7 làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm tỉnh Bình Phước. Ngày 13 tháng 8 năm 2013, Đảng ủy Lữ đoàn 26 Tăng Thiết Giáp tổ chức hội nghị sơ kết nghị quyết 51 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 14 tháng 8 năm 2013, Bệnh viện 7A tổ chức hội nghị sơ kết một năm hoạt động khu chẩn đoán và điều trị kỹ thuật cao. Kết quả trong một năm đã khám tổng cộng trên 26.000 lượt thai phụ và bệnh nhi, đón nhận gần 2.200 cháu ra đời tại khoa. Tại hội nghị, Ban giám đốc bệnh viện và Ban điều hành khu kỹ thuật cao đề ra chương trình hoạt động quý tư năm 2013 và những năm tiếp theo. Ngày 13 tháng 8 năm 2013, Bệnh viện 7B và xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ ký kết thực hiện phong trào thi đua, lực lượng vũ trang quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới. Đoàn văn công quân khu 7 phối hợp với trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội
tổ chức khai mạc đợt tập huấn nâng cao kỹ thuật chuyên môn của đoàn dân công quân khu 7 năm 2013. Đợt tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cơ bản và những kiến thức mới cho diễn viên nhạc công, đồng thời tích cực chuẩn bị nội dung chương trình tham gia liên quan ca múa nhạc toàn quân vào tháng 3 năm 2014. Ngày 15 tháng 8 năm 2013, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức khánh thành sân bóng đá mini. Sân bóng đá mini bao gồm 4 sân đấu tiêu chuẩn, sử dụng hệ thống cỏ nhân tạo có tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Cùng với hệ thống sân thi đấu cầu lông mới đưa vào sử dụng, đây là công trình có ý nghĩa thiết thực trong việc đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao của đơn vị, qua đó đào tạo bồi dưỡng các vận động viên chất lượng cao, đồng thời phục vụ nhân dân trên địa bàn. Ngày 8 tháng 8 năm 2013, Cục Kỹ thuật Quân khu 7 tổ chức khai mạc tập huấn công tác đảng, công tác chính trị năm 2013. Trong thời gian 2 ngày, các học viên được trang bị kiến thức kỹ năng về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho bộ đội, công tác thi đua khen thưởng, một số vấn đề về công tác tổ chức xây dựng đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, công tác chính sách, dân vận và công tác kiểm tra đảng cho cấp ủy viên cơ sở, bí thư, phó bí thư chi bộ, trợ lý chính trị kho xưởng. Ngày 16 tháng 8 năm 2013, trường Trung cấp nghề số 7 tổ chức trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho đối tượng thuộc diện chính sách con liệt sĩ tại tỉnh Tây Ninh. Căn nhà thứ nhất được trao cho gia đình ông Nguyễn Văn Giáo, ấp An Hòa, xã An Bình, huyện Châu Thành. Căn nhà thứ hai được trao cho gia đình anh Đặng Văn Đông, ngụ tại ấp Thành An, xã An Bình, huyện Châu Thành. Mỗi căn nhà được trường Trung cấp nghề số 7 hỗ trợ là 60 triệu đồng, số còn lại các gia đình đóng góp. Ngày 20 tháng 7 năm 2005, Bộ Chính trị khóa 9 đã ban hành Nghị quyết 51 về tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng, thực hiện chế độ một người chỉ huy gắn với thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sau gần 8 năm triển khai thực hiện, không những nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, mà còn phát huy tốt hiệu lực của người chỉ huy, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị. Sau đây là ghi nhận của chúng tôi tại Sư đoàn 302 Quân khu 7. Buổi thục luyện giáo án của Đại đội 1 Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 88, Sư đoàn 302. Thành phần tham gia gồm đồng chí đại đội trưởng, chính trị viên đại đội và các trung đội trưởng. Đây là một hoạt động thường xuyên của đơn vị nhằm kiểm tra trình độ kỹ chiến thuật và các động tác mẫu của các đồng chí trung đội trưởng trước khi tổ chức huấn luyện cho chiến sĩ. Là cán bộ chính trị, nhưng đồng chí chính trị viên đại đội vẫn thường xuyên nắm thao trường, bám nắm bộ đội trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật. Cùng với đồng chí đại đội trưởng, đồng chí chính trị viên cũng tham gia vào công tác huấn luyện, định hướng tư tưởng tinh thần huấn luyện khẩn trương nghiêm túc cho chiến sĩ. Điều này được thể hiện rõ qua quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng lực lượng vũ trang là quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại. Tôi nhận thấy một điều là để hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị, cũng như là đề xuất những chủ trương biện pháp để chi bộ lãnh đạo tốt, thì việc đầu tiên là phải nắm chắc cái tình hình tư tưởng của cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Khi mà nắm được cái điều kiện hoàn cảnh gia đình cũng như tâm tư nguyện vọng của anh em rồi thì sẽ có những biện pháp cũng như chủ trương tốt để đề xuất với chi bộ lãnh đạo thực hiện giải quyết tốt cái vấn đề tư tưởng. Đối với bản thân tôi cũng như đồng chí chính viên trong toàn đơn vị đại đội 1 thời gian qua có mối gắn kết đoàn kết nhau, đặc biệt là trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như tất cả các mối quan hệ xử lý trong công việc. Điều dễ nhận thấy sau gần 8 năm thực hiện nghị quyết 51 ở sư đoàn 302 của cấp cơ sở là sự gắn kết giữa đồng chí huy và đồng chí chính trị viên trong thực hiện nhiệm vụ. Từng đồng chí đã chủ động trên từng cương vị công tác. Đồng chí chính trị viên đã thể hiện rõ vai trò của người chủ trì về chính trị ở đơn vị. Đối với đồng chí chỉ huy sâu sắc hơn, quyết đoán hơn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tôi nhận thấy đó là nó thể hiện ở hai cái vấn đề. Một là cái năng lực lãnh đạo đã đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ. Cái thứ hai là giữa hai đồng chí là người chủ trì, một đồng chí chủ trì, đồng chí chỉ huy chủ trì về mặt quân sự, đồng chí chính trị viên chủ trì về mặt chính trị đã có sự phối hợp, phối kết nhau, xây dựng được cái mối đoàn kết trong cấp ủy, trong chỉ huy để thực hiện tốt cái nhiệm vụ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, tư cách người chính trị viên có ảnh hưởng rất quan trọng đến bộ đội. Người chính trị viên tốt thì bộ đội ấy tốt, người chính trị viên không làm tròn nhiệm vụ thì bộ đội ấy không tốt. Thực tế tại sư đoàn 302,
Trong những năm qua, đội ngũ chính trị viên đại đội đã giải quyết tốt vấn đề tư tưởng của bộ đội. Những buổi sinh hoạt vui vẻ, ấm áp như thế này luôn là kỷ niệm đẹp đối với chiến sĩ. Đồng chí chính trị viên trở nên thân thiết như một người chị, công bình như một người anh, hiểu biết như một người bạn. Một tập thể có bao nhiêu con người là bấy nhiêu suy nghĩ. Có suy nghĩ đúng đắn, nhưng cũng có suy nghĩ lệch lạc. Vai trò của người chính trị viên là phải tháo gỡ được những khó khăn vướng mắc trong tư tưởng, hành động của mỗi chiến sĩ. Phải trở thành sợi chỉ đỏ, gắn kết các cá nhân trở thành một khối thống nhất. Có thể khẳng định, sau gần 8 năm thực hiện nghị quyết 51 tại Sư đoàn 302, không những nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, mà còn phát huy tốt hiệu lực của người chỉ huy, nâng cao hiệu quả hoạt động, công tác đảng, công tác chính trị, chất lượng các mặt công tác của đơn vị được nâng cao, đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực hiện phương châm huấn luyện sát thực tế, trong năm 2013, Lữ đoàn Thông tin 23 Quân khu 7 đang nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Đó là tổ chức cho bộ đội huấn luyện dã ngoại ngoài thực địa nhằm nâng cao chất lượng triển khai hệ thống thông tin, bảo đảm liên lạc luôn thông suốt trong mọi tình huống. Hà Nội Long Tần 01 357 7310 19 87 6 5 4 3 21 Hà Nội Long Tần 01 010. Năm 2013, Đảng ủy chỉ huy Lữ đoàn Thông tin 23 đã quán triệt và bước đầu triển khai có hiệu quả các nội dung huấn luyện chuyên ngành thông tin, trong đó tập trung lãnh đạo chỉ đạo tạo chuyển biến toàn diện trong công tác huấn luyện, nhất là tổ chức huấn luyện dã ngoại, tổ chức đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi tình huống, mọi điều kiện địa hình thời tiết. Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị luôn bám sát phương châm, cơ bản, thiết thực, vững chắc, tích cực đổi mới cả về nội dung, tổ chức và phương pháp huấn luyện, luôn coi trọng huấn luyện cho bộ đội, nâng cao kỹ năng khai thác, sử dụng thành thạo các trang bị kỹ thuật có trong biên chế. Các phân đội thông tin tập trung huấn luyện vững chắc kỹ thuật, chiến thuật và nghiệp vụ chuyên ngành trong điều kiện tỉnh và cơ động, dã ngoại, từng bước rút ngắn thời gian triển khai, thu hồi di chuyển đài, trạm, thành thạo trong ngụy trang, nghi binh. Theo chúng tôi tự chỉ là hướng đông nam, đồng thời luân địch cũng là hướng triển khai hướng đường dây với cự ly 5 km để hình tương đối bằng phẳng. Tôi, tiểu đội trưởng, đi trước. Lữ đoàn đã tổ chức huấn luyện toàn diện các nội dung có trọng tâm và chuyên sâu, trong đó chú trọng huấn luyện thực hành dã ngoại, sát với yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo thông tin liên lạc và sẵn sàng chiến đấu, tổ chức biên chế, trang bị kỹ thuật với quy trình từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ đơn lẻ đến tổng hợp, từ chậm đến nhanh. Quá trình huấn luyện luôn chú trọng học mới ôn cũ, cầm tay chỉ việc, nâng cao chất lượng triển khai đài trạm, tổ chức đảm bảo thông tin liên lạc trong mọi điều kiện. Qua cái thời gian mà thực ta học ở trên thao trường thật như vậy á, tụi em học hỏi được rất là nhiều. Qua cái thời gian huấn luyện, rèn luyện ở trên đây á, tiến bộ về quân sự của tụi em á, nó có nâng cao hơn, nâng cao rất là nhiều. Mà với sự quan tâm và huấn luyện của các anh cán bộ trên đây á, thì rất là chặt chẽ, siết sao, bám nắm tụi em nó kỹ càng, nó cho tụi em có cái nền tảng để sau này về đơn vị sẽ nắm chắc về chuyên ngành hơn về cái thông tin hữu tuyến điện và vô tuyến điện. Trong cái thời gian huấn luyện ra ngoại đã tổ chức hành quân, trú quân. Đặc biệt là chú quân đã tổ chức bố trí theo đúng các đội hình chiến thuật, tổ chức mắc tăng võng, đào hổ cầm, nấu cơm, ăn ngủ ra ngoại, đồng thời tiến hành triển khai các hệ thống liên lạc hữu tuyến điện, vô tuyến điện, trong đó rèn luyện được thể lực, bản lĩnh chỉ huy, tác phong công tác và phương pháp chỉ huy, trong đó và xử lý các tình huống đảm bảo thông tin đặc thông suốt trong thời gian qua. Chính từ cái thực hiện nghị quyết và cái nhiệm vụ đó đối với trong cái đợt ra ngoại này thì đối với cán bộ chiến sĩ của nữ đoàn đã nâng bước rõ rệt và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới. Với nội dung huấn luyện sát thực tế như vậy, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 23 ngày càng nâng cao chất lượng và trình độ chuyên môn, nâng cao chất lượng rèn luyện thể lực, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc kịp thời, chính xác, thông suốt cho Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và thực hiện nhiệm vụ thường xuyên đột xuất của Lữ đoàn. Chương trình truyền hình Quân khu 7 kỳ này đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chương trình kỳ sau.